vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài xì te cổ của hãng Toshiba. Con này thuộc cái dòng gọi là bom bit và nó có tên mã rút gọn là S53. Em bán con này với một cái mức giá khá là mềm mại, 1.200.000. Trước khi đi vào bản test thì em cũng xin nói sơ qua một chút về cấu hình của con đài này. Đây là một cái con có cái hình thức nó gọi là classic, kinh điển. Về hệ thống loa thì nó bao gồm hai cái củ toàn giải, kích cỡ là 12 cm tính cả vành, và nó có bổ sung thêm hai cái loa super jack ở phía trên. Nó có một cửa băng cassette đặt ở vị trí trung tâm. Và một cái điểm hay ở trên cái model này là nó có FM 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra thì nó còn có giải sóng chung, sóng AM nữa. Về hình thức con này thì nó cũng có phôi phai theo thời gian, nhưng em bao zin tuyệt đối, zin bãi, chưa sử dụng tại Việt Nam. Dù xấu hay đẹp thì cũng không có ông nào tại Việt Nam được vinh dự được sờ vào nó ngoài em ra. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào những cái bản test. Trước tiên là chúng ta test cái giải sóng FM. Đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp, coi trọng sự đồng thuận, hết đồng thuận trong nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài trong giải phóng mặt bằng. Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá dặn, thời buồn con nhìn răng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Sáu hàng tuần và lớp 10 cơ bản nối thông dự án đường Hồ Chí Minh vào năm 2025. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung triển khai lập dự án đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án cao tốc Khánh Hòa, Buôn. Mình phải để cho mình cái góc thật nhỏ, thật tĩnh lặng để cho mình suy nghĩ thì mới làm nghề được. Thế nên là lấy vợ thì rất vui, rất hạnh phúc và bớt đi một cái phần cô đơn này. May là vợ tôi cũng là những người rất thông cảm và hiểu chồng. Cũng phải bật mí với quý vị là đám cưới của tôi thì Phí Linh chính là MC, người dẫn chương trình cho đám cưới của tôi thì mới có đám cưới thành công như thế này. Thì khi mà tôi gọi điện mời Phí Linh thì Phí Linh bảo: anh Hiếu ơi, tôi trú tại khu vực sông Cửu Long. Qua kết quả kiểm tra tình hình kinh doanh cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có... Như vậy là giải sóng FM bắt tốt. Bây giờ chúng ta chuyển sang giải sóng chung, sóng AM. ทุกเรื่องราวมีตำนานทุกการเดินทางมีเรื่องเล่าdầu mỡ. Nhưng giá dầu diesel trong nước hiện nay vẫn rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xét chỉ đạo có giải pháp điều hành giảm giá dầu diesel, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hạ chi phí sản xuất. Chỉ đạo các thương nhân đầu mối có giải pháp kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối. Là nhân đã gây dựng. Có 6 tên gọi khác nhau. Một là làng sủi, thứ hai là thổ lõi, thứ ba là siêu loại, thứ tư là phú thị, thứ năm là làng trung nghĩa, thứ sáu là phú thủy bình. Em bao cả hai băng sóng bắt tốt, vì em bán nó với tư cách của một cái radio mà. Em xin gập cái dâu anten xuống cho nó gọn. Nói chung về hình thức thì nó chảy chớt khá là nhiều,
nhan sắc thì nó cũng te tua bầm dập và có phôi phai theo thời gian. Được cái là zin mà chưa có ông nào ở Việt Nam vinh dự được sử dụng nó cả. Có đôi khi bán những cái thứ đồ này chỉ cần thế là đủ. Em cũng có tháo ra kiểm tra sơ bộ và có làm vệ sinh sơ sơ, thì em nhận thấy rằng là hai cái củ loa toàn giải nó còn đẹp lắm. Vẫn giữ được cái màu xanh bộ đội. Đó. Phần cơ cassette thì em thấy đầu từ bánh tì nó cũng còn tương đối là khá. Dây của loa ấy thì nó mủ nó đứt rồi. Đó, các bác nhìn thấy là cái lớp xi mạ phía trước của cái cửa băng cassette này qua năm tháng thì nó cũng bắt đầu có hiện tượng hoen ố. Các núm nút thì nó cũng có cái biểu hiện gọi là đốm hoa cà hoa cải. Đó, chẳng giống gì. Em thì không có cái dây cua roa. Đó, do vậy là em mới lắp tạm cái dây nịt vào đây nha, dây chun, cái loại dây buộc hàng ấy. Đó, thế thì dây ấy thì nó nói với các bác thế này, cái giống dây chun dây nịt thì cái có chỗ thì nó to, chỗ thì nó bé, nó không đều nhau. Thôi thì cứ lắp bừa vào đây để ấn play một cái để cho nó chạy lên, để các bác thấy rằng thì mà là cái bộ cơ thì nó vẫn chạy. Chứ nó không chạy thì khối ông lại bảo là có khi cái bộ cơ nó bị làm sao. Nhưng mà em nói trước, dây cua roa nó như thế này thì hát nó không thể tròn vành rõ chữ được, nhưng em vẫn cố mở. Đã, các bác thấy chưa? Thế là ví dụ như bác nào mà mua cái con này ấy, mà muốn sử dụng băng cassette thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần thay đúng cái dây cua roa vào là lại hát tròn vành rõ chữ, tiếng nào ra tiếng đấy. Chúng ta sẽ xoay ở phía sau xem qua một chút. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo, không có dây nguồn kèm theo. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông tin. Ở phía sau thì chúng ta nhìn thấy có mấy kết nối. Đây là đường AUX để kết nối với thiết bị ngoại vi. Khoản này thôi em chẳng buồn test. Đây là đường cắm micro. Đường AUX này trên lý thuyết là có thể cắm điện thoại vào đây để nghe y sẹo, nhưng em chưa test. Đây là cắm hai cái mic vào để ghi thu âm. Và đây là thông tin Toshiba RTS53, dải sóng FM từ 76 đến 108, dải sóng AM từ 525 đến 1605 kHz, điện áp DC 9V, lắp 6 quả pin đại, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 10W, made in Japan, con này Nhật nòi. Đây này, đây là chữ sản xuất tại Nhật Bản này. Em mù tiếng Nhật và chữ Nhật nhưng mà nhìn mãi nó quen. Con nào em không biết chứ con này thì em cam đoan là Nhật xịn 100%, không phải nghĩ, không phải Nhật thì cứ đầu em mà ghè. Pin thì em chưa lắp thử đâu, đây là em mới thử bằng đường điện 100V thôi. Không thể nói là con này nhan sắc còn đẹp được, chảy chớt nhiều, nhưng dù sao ấy thì nó cũng xứng đáng được gọi là một tượng đài. Em nói thẳng, cái model này, cái thời điểm mà nó mới ra mắt ở Việt Nam ta, những cái người mà được sở hữu nó em nghĩ đến trên đầu ngón tay. Tiền đâu mà mua hả các bác? Nhiều tiền lắm. Phải như bây giờ em bán có hơn 1 triệu bạc thì từ nam phụ lão ấu, từ công nhân ở nhà thuê cho đến những ông ở nhà lầu, ai có thể mua được hết. 1,2 triệu em không ship COD và không bao ship. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.